và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết trưa nay của kênh VTC14. Thưa quý vị, không khí lạnh cũng đã ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển Trung Bộ từ chiều tối qua và gây mưa cho các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Phú Yên. Lượng mưa khá được ghi nhận tập trung ở các tỉnh từ Quảng Bình, Quảng Trị, Huế với lượng sáng nay đo được khoảng từ 5 đến 15mm, có nơi đạt trên 20mm. Tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì thời tiết là ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Tây Nguyên là khoảng 28 đến 30 độ, tại Nam Bộ là khoảng 32 đến 34 độ. Trong khi đó thì do nằm sâu trong khối không khí lạnh nên vào sáng nay thì nền nhiệt độ tại Bắc Bộ đã giảm khá sâu và cảm giác giá rét đã bao trùm lên khắp khu vực. Nhiệt độ thấp nhất rơi vào ngưỡng từ 14 đến 16 độ, các tỉnh vùng núi xuống dưới mức thấp hơn khoảng từ 11 đến 13 độ. Từ ngày mai thì khối không khí lạnh suy yếu và di chuyển dần sang phía đông, nhiệt độ khu vực sẽ tăng nhẹ trở lại cùng với bầu trời hửng nắng sẽ mang lại cho người dân các tỉnh Bắc Bộ điều kiện thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, lưu thông và sinh hoạt thường nhật. Chỉ lưu ý đôi chút với tình trạng sương mù sẽ xuất hiện nhiều vào các thời điểm sáng sớm. Đến trưa chiều ngày 22 thì một đợt không khí lạnh khác lại được bổ sung xuống. Đợt bổ sung lần này không những được nhận định là có cường độ tương đối mạnh mà còn kéo dài và có khả năng gây ra tình trạng rét đậm, tức là dưới 15 độ cho các tỉnh trong khu vực. Mức nhiệt tại các tỉnh thuộc vùng núi còn có thể đạt ngưỡng rét hại, tức là dưới 13 độ. Do vậy, ngoài việc trang bị cho mình những trang phục ấm áp để đảm bảo sức khỏe, bà con cũng cần có những kế hoạch phòng bị để tránh rét cho cây trồng vật nuôi. Trong khi thời tiết Bắc Bộ trong những ngày tới còn có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại, thì tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì kiểu thời tiết là ít mưa, ngày nắng, với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở ngưỡng từ 29 đến 31 độ tại Tây Nguyên và từ 31 đến 33 độ tại Nam Bộ. Riêng các tỉnh thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ có nền nhiệt độ cao hơn, rơi vào khoảng từ 33 đến 34 độ. Do đó, bà con các tỉnh này cần chú ý hơn đến việc cung cấp nước cho đồng ruộng và cây trồng. Còn tại các tỉnh ven biển miền Trung thì sẽ có xu hướng giảm mưa trong 2 ngày tới, trời chỉ còn có mưa vài nơi, ngày có nắng nên nhiệt độ khu vực tăng dần và khá thuận lợi cho các hoạt động sản xuất của người dân. Đến chiều tối ngày 22, khi khối không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống thì mưa rông bắt đầu xuất hiện tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ nên nhiệt độ khu vực có xu hướng giảm dần trong những ngày sau đó. Tiếp theo là phần dự báo cho từng khu vực. Khu vực phía Tây Bắc Bộ 2 ngày tới, đêm và sáng trời nhiều mây, phổ biến là ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, nền nhiệt có xu hướng tăng dần lên, trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Sang đến ngày 22, trời chuyển nhiều mây, mưa rông xuất hiện và nền nhiệt độ có xu hướng giảm dần. Khu vực phía Đông Bắc Bộ vào ngày 20 và ngày 21, mưa hầu như không còn xảy ra, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày giảm mây hửng nắng, nhiệt độ vào buổi trưa chiều có khuynh hướng tăng lên ở ngưỡng là từ 22 cho đến 24 độ. Còn sang đến ngày 22, trời chuyển nhiều mây, mưa rông xuất hiện bắt đầu từ các tỉnh vùng núi, sau lan dần xuống đồng bằng, nên nhiệt độ có xu hướng giảm dần. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong 3 ngày tới thì trời nhiều mây về đêm và sáng, mưa giảm xuống diện vài nơi, ban ngày trời có nắng nhẹ, nên nhiệt độ thì có xu hướng tăng nhiệt độ ban trưa và nhiệt độ ban trưa có thể lên tới là từ 26 cho đến 28 độ, kèm theo độ ẩm giảm dần. Đến chiều tối ngày 22, trời chuyển nhiều mây hơn và có khả năng xảy ra mưa rông. Khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, từ ngày 20 cho đến ngày 22, thời tiết khá khô ráo trên toàn khu vực, ngày xuất hiện nắng nhiều hơn, nhiệt độ tăng và quay trở về với ngưỡng từ 21 đến 23 độ và với nhiệt độ thấp nhất và từ 30 đến 32 độ đối với nhiệt độ cao nhất. Khu vực Tây Nguyên thời kỳ tới thì khu vực này quay trở lại trạng thái là mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày trời nắng, nhiệt độ duy trì ở mức là từ 19 cho đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ trong 3 ngày tới duy trì kiểu thời tiết là mây thay đổi, ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tiếp tục dao động ở mức là từ 32 cho đến 34 độ. Khu vực Biển Đông, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía Nam gây ra gió đông bắc mạnh trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Bắc Biển Đông. Từ ngày mai thì gió có xu hướng giảm hơn về cường độ, tuy nhiên sẽ tăng mạnh vào ngày 22 khi có đợt không khí lạnh tăng cường mới. Do vậy, các tàu thuyền cần lưu ý theo dõi các bản tin tiếp theo để có kế hoạch phòng tránh kịp thời và hiệu quả. Thưa quý vị, như vậy thời tiết các tỉnh Bắc Bộ sẽ ấm áp hơn trong 2 ngày đầu. Sang đến ngày 22, do không khí lạnh tăng cường khá mạnh nên các tỉnh khu vực sẽ xuất hiện mưa rông và nền nhiệt độ giảm mạnh vào những ngày sau đó. Các tỉnh miền Trung cũng có thời tiết khá tốt trong 2 ngày đầu. Đến ngày 22 thì cũng do ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên mưa rông cũng sẽ xảy ra ở các tỉnh Bắc Trung Bộ vào thời điểm chiều tối và đêm.
Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có kiểu thời tiết khá ổn định, trời ít mưa, ngày nắng là thời tiết đặc trưng của các tỉnh khu vực trong giai đoạn mùa khô này. Bản tin dự báo trưa nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.